Kính thưa quý vị, ngày 8 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản khẩn thông báo về kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ dịch là cấp 2. Tại cấp quận, huyện, thành phố có 13 trên 22 địa phương đạt cấp độ 1, tức là vùng xanh, 7 trên 22 địa phương đạt cấp độ 2 và có 2 địa phương đạt cấp độ 3. Cụ thể, 7 địa phương đạt cấp độ 2 gồm quận 3, 10, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn. 2 địa phương đạt cấp độ 3 là huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Theo đánh giá của Sở Y tế thành phố, có 3 quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 10 cấp 1 lên cấp 2, huyện Cần Giờ cấp 1 lên cấp 3, huyện Nhà Bè cấp 2 lên cấp 3. Đồng thời có 2 quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11 và quận Phú Nhuận cấp 2 xuống cấp 1. Đối với 3.112 phường xã thị trấn, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 197 địa phương đạt cấp 1, 102 địa phương đạt cấp 2, 12 địa phương đạt cấp 3. Riêng xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè là địa phương duy nhất có dịch ở cấp độ 4, vùng đỏ. Theo Sở Y tế thành phố, tổng số ca mắc mới trong tuần của thành phố từ ngày 29 tháng 10 tới ngày 5 tháng 11 là 6.622 ca. Số ca mắc mới của tuần trước đó là 7.111 ca. Như vậy, tương ứng với số dân 9,1 triệu người, thì tổng số ca mắc mới trong cộng đồng 100.000 dân một tuần ở thành phố Hồ Chí Minh là 75,08. Trước đó, ngày 1 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh có 13 trên 22 địa phương đạt cấp độ 1, 9 trên 22 địa phương đạt cấp độ 2 và không có địa phương nào đạt cấp độ 3. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.